Kim Thảo hân hoan chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Diệu Thảo. Chào em. Cô ơi, ngày hôm nay cuối tuần rồi, cô có thể giới thiệu đến em và quý vị khán giả một món ăn nào đó thật là mới mẻ được không cô? Món mới thì dễ thôi, và món mới này không chỉ là mới mà là còn phù hợp với lại xu hướng ẩm thực hiện đại nữa. Kim Thảo có biết là xu hướng hiện nay thì người ta thích chuộng dùng những cái loại thực phẩm như thế nào không? Theo bản thân em thấy thì em thấy mọi người có xu hướng ăn rau xanh, hoa quả tươi sống, bởi vì ăn như vậy thì sẽ giữ được dưỡng chất nhiều nhất trong hoa quả và rau xanh đó cô. Chính xác rồi, mỗi ngày chúng ta nên dùng khoảng 5 phần rau xanh như vậy với là rau quả nữa, thì sẽ rất là có lợi cho sức khỏe. Nhân dịp nhắc đến rau xanh và hoa quả như vậy thì cô có một món ăn nào đó liên quan đến rau xanh và hoa quả chưa? Có ngay, một món ăn là vừa quen mà vừa lạ, vừa ngon, chế biến nhanh mà lại có tên gọi rất là Tây nữa nha. Đó là món salad kiểu Ý. Để thực hiện món salad kiểu Ý thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 2 miếng thịt xông khói, 1 miếng bánh mì sandwich, salad cà chua, 2 quả trứng gà luộc, 1 ít phô mai bột, tỏi băm, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả sẽ cắt bánh mì sandwich ra. Chúng ta sẽ cắt ra thành khối vuông, cạnh khoảng 1 cm. Quý vị khán giả sẽ cắt tiếp đến phần salad nè. Salad thì chúng ta mua cái loại salad caron đó. Cái caron này nó sẽ có độ giòn nhiều hơn và đồng thời nó sẽ rất là ráo, cho nên chúng ta trộn salad sẽ là ngon hơn. Dạ. Cà chua thì quý vị khán giả sẽ cắt khoanh mỏng. Phần thịt xông khói thì chúng ta sẽ cắt ngắn ra, có cái chiều dài khoảng chừng 2 cm. Tất cả các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Dầu đã nóng rồi, quý vị khán giả sẽ cho tỏi vào. Chúng ta để lửa nhỏ thôi để cho tỏi vàng từ từ. Bây giờ là tắt bếp ngay được rồi đó. Và bây giờ sẽ vớt ra ngay. Sau khi chúng ta đã phi xong tỏi rồi, bây giờ cô bật bếp trở lại. Để cô chiên bánh mì hả cô? Chính xác. Chiên chung trong chảo này luôn? Đúng rồi, tại vì dầu bây giờ nó còn nóng và đồng thời nó còn có cái mùi thơm của tỏi á. Dạ, cho nên là nó sẽ làm cho cái phần bánh mì chiên của chúng ta lại càng ngon hơn nữa. Dạ. Khi nó vàng như thế này rồi thì chúng ta sẽ vớt hết cái phần bánh mì này ra. Và bây giờ trong chảo thì không còn dầu nữa, chúng ta sẽ đặt lên bếp trở lại và chúng ta sẽ cho cái phần thịt xông khói này vào. Chúng ta đảo đều. Dạ. Khi mà đảo như thế này á, thì một lát thôi Kim Thảo sẽ cảm thấy là mùi thơm nó sẽ bốc lên rất là thơm. Và đồng thời cái phần mỡ ở trong cái phần thịt xông khói này cũng sẽ tiết ra bớt đi. Dạ, thơm quá. Sau khi chúng ta chiên thịt xông khói xong thì quý vị khán giả cũng cho ra giấy thấm dầu luôn. Trong khi chờ cho những nguyên liệu này nguội thì bây giờ thì chúng ta sẽ sang giai đoạn là trộn sốt. Chúng ta sử dụng khoảng 3 muỗng canh sốt. Dạ. Khoảng chừng 1 muỗng cà phê nước mắm, khoảng nửa muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn nữa. Trộn đều tất cả những cái phần sốt này lên để chúng ta chuẩn bị trộn với lại salad. Như vậy là tất cả các nguyên liệu chúng ta đã sẵn sàng rồi. Đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ cắt trứng ra nè. Tùy theo ý thích thì quý vị khán giả có thể cắt khoanh hoặc là cắt muối. Chúng ta sẽ cho salad ra dĩa nè. Tùy theo ý thích thì quý vị khán giả có thể cho ít hay nhiều. Cô sẽ cho salad vào nè, xong rồi chúng ta bày thêm cà chua ở xung quanh. Kế đó thì chúng ta sẽ cho một ít cái phần trứng mà chúng ta đã xắt muối này vào. Rắc một ít bánh mì crouton và phần thịt xông khói lên trên nữa. Bây giờ quý vị khán giả sẽ cho một ít tỏi phi lên trên mặt nè. Phần tỏi phi này sẽ làm cho món salad rất là thơm. Dạ. Quý vị khán giả sẽ rắc một ít phô mai bột lên trên nữa. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi chúng ta sử dụng nguyên liệu phô mai bột này á, thì chúng ta phải mua phô mai bột còn mới. Mặc dầu là chúng ta bảo quản trong tủ lạnh thì loại phô mai này cũng rất là dễ bị hư và có cái vị gắt dầu không ngon. Cho nên khi chọn chúng ta phải lựa phô mai mới và còn mùi thơm. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta lưu ý là nên chọn phô mai mới để món ăn của chúng ta không bị gắt dầu quý vị nhé. Và cuối cùng thì cô sẽ trang trí thêm những cái khoanh cà chua bi ở phía bên ngoài này. Phần sốt phải được trộn cuối cùng để cho tất cả các nguyên liệu thật là thấm gia vị, nhưng mà phần bánh mì và thịt xông khói vẫn giữ được độ giòn và thơm ngon. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nên trộn sốt vào giai đoạn cuối cùng trước khi ăn để cho bánh mì và thịt xông khói được giòn và các nguyên liệu của chúng ta được thấm gia vị hơn quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt những cái sọc lên trên món ăn. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho một cái nhánh ngò tây vào Cô đang làm gì vậy cô? Cô đang chuẩn bị một cái phần ăn để cho em thử một miếng mà đã đầy đủ hết tất cả các nguyên liệu, vừa có salad, cà chua, vừa có thịt xông khói, rồi wow, là bánh mì cu tông nữa. Chén của em đây. Dạ. Bánh mì thì giòn giòn nè cô, thịt xông khói thì thơm thơm, có cái vị béo béo chua chua nhẹ nhẹ của Ajinomoto kết hợp với cà chua và cả salad nữa, tạo cho món ăn này có một cái vị rất là ngon. Bên cạnh đó còn có thêm phô mai bột, cho nên là món ăn này càng kích thích vị giác hơn nữa. Một món ăn rất là Tây nhưng mà hương vị thì rất là Việt, ngon miệng ơi là ngon miệng luôn quý vị ơi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày mong muốn là người bạn đồng hành cũng như là một người bạn thân thiết nhất của quý vị trong công việc bếp núc. Nếu có những yêu cầu món ăn hay là thắc mắc gì thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi ở hộp thư là số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến số 083 823 7557. Đó chính là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam, và trang web chính thức của chương trình đó là monngonmorngai.com, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Đầu bếp Diệu Thảo và Kim Thảo xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.